thể nói Quảng Nam là tỉnh giàu có bậc nhất về mặt di sản, và dòng sông Mẹ Thu Bồn chính là sợi dây kết nối những di sản đó suốt dòng chảy của lịch sử. Bắt đầu chuyến hành trình từ phố cổ Hội An, chúng tôi chọn điểm kết thúc hành trình là di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Cả hai di sản văn hóa đều nằm ven sông Thu Bồn. Điều cuốn hút du khách tới Mỹ Sơn không chỉ ở những công trình kiến trúc vật thể còn tồn tại, mà ở chính những nét văn hóa phi vật thể đặc sắc. Mỗi vùng đất đều xây dựng nền tảng văn hóa dựa vào các con sông. Với vùng đất Quảng Nam, sông Thu Bồn đang tiếp tục vai trò của mình là con sông mẹ, bồi đắp tiếp những giá trị lịch sử văn hóa cho vùng đất này. Sông Thu Bồn chảy về cửa đài, lặn Bình Long chảy mãi ra hai.